Hello hello hello, chào mừng tất cả các bạn trở lại với Hello Hào. Các bạn có thấy là hôm nay Hào mặc một cái áo ba lỗ phải không? Thực sự bên này đang là mùa đông nhưng mà Seattle mưa mấy ngày rồi, không phải cả tháng trời rồi. Tự nhiên cái mấy bữa nay cái nóng, nắng thì là nắng vậy đó. Mà cái nhà Hào thì nó mới làm lại cái cửa sổ là có hai lớp kính, nên nó là cách âm và không khí ở ngoài nó không có lùa vô được. Rồi ở trong nhà thì hít mở rất là lớn, tại vì cái heat là control là cả nguyên một cái building luôn, nên không có thể nào mà tắt được hết, nên chỉ có thể dặn nhỏ xuống thôi. Mà xui một cái nữa là cái đồ dặn của cái heat á là không có work, nên là nó cứ nóng nguyên ngày đó. Bây giờ phải mở cửa sổ, nếu mà các bạn có nghe được tiếng xe đó, là tại vì cái building của Hào nằm ngay kế bên đường luôn, nên thế nào là cũng sẽ những tiếng xe rất là ồn. Nhưng mà we'll see, who knows. Anyway, nên là hôm nay là phải bận áo ba lỗ chứ không phải là cố tình là khoe gì đâu nha. Thì hôm rồi á, là ba mẹ mới đi Việt Nam về, thế là đem đủ thứ đồ ăn chơi hết các bạn, nào là bánh tráng Tây Ninh nè, muối Tây Ninh là Hào rất là thích muối Tây Ninh nè, rồi ba thì mua mấy loại muối Tây Ninh luôn, quá trời luôn, rồi đem mấy cái mứt của Tết qua nè, mứt kẹo, mứt mứt mãng cầu nè, rồi mứt me nè, rồi mứt dừa nè. Mà mẹ là đi về quê mẹ ở Cần Thơ, nên là đem mũ qua một chút xíu như này cho Hào, tại vì mấy người mà bà con dưới là biết Hào rất là thích những cái đó hồi lúc nhỏ. Nhưng mấy bạn ơi, bây giờ lớn rồi đâu có ăn mứt nữa đâu, mà ăn thì ăn miếng hai miếng cho vui thôi, chứ bữa giờ Hào đang on diet đó, nên đâu có dám ăn nhiều, tại vì khi mà ăn nhiều đường á hoặc là bánh kẹo thì các bạn sẽ lên cân rất là nhanh, mà hiện tại đang rất là siết cân, nên thế là rất là hạnh phúc là được mẹ với ba đem từ Việt Nam qua, cũng như là những người ở bà con để đem qua cho mình, nên là ăn chút xíu thấy thảo. Rồi còn một cái nữa Hào muốn khoe, đó là Hào mới tậu được cái tivi này bự hơn cái tivi hôm bữa. Nếu mà các bạn có để ý á, cái tivi này là, nếu mà có thấy là lâu lâu Hào mà nhìn qua đây là tại vì cái ống kính á, cái màn hình nó nằm bên này, nên lâu rồi phải nhìn coi mình nói chuyện như thế nào. Thì các bạn có thấy lạ thì bỏ qua nhé. Rồi ngồi ở đây thì nắng cái building nó chiếu vô, bây giờ không có đóng cái rèm xuống được, nên thôi giờ ráng chịu chứ làm sao giờ. Nhưng mà cái vấn đề của video hôm nay đó mà Hào muốn chia sẻ đó không phải là về cái tivi là cái gì hết, nhưng mà chợt nghĩ ra là sẽ có một cái tập mà Hào sẽ làm, giống như là ngồi nói nhảm cho đến 10 phút, 15 phút coi mình có làm được hay không nha. Đó có thêm một challenge rất là vui, tại vì thực sự các bạn á, thấy như vậy chứ Hào là cái người rất là camera shy á, là ngại camera lắm. Bây giờ là đang tập mà chuyện thẳng và nhìn vô ống kính đó, chứ thực sự ngày xưa đó là cứ thích nhìn vào cái màn hình cái bên này, bây giờ đang nhìn cái bên nè để xem mình như thế nào thì mới đủ tự tin để mà nói chuyện. Bây giờ lại đang tập nhìn thẳng vào ống kính để nói chuyện với các bạn, tại vì khi mà phát lên TV là khác, còn quay là khác. Ok, bây giờ trở lại cái chủ đề chính mà Hào muốn nói ngày hôm nay, đó chính là stay positive hay là be positive. Tiếng Anh á là positive, là tiếng dịch ra tiếng Việt là lạc quan, tích cực. Thì làm sao để chúng ta có thể giữ được một tinh thần lạc quan, một tinh thần tích cực mỗi ngày trong cuộc sống? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hào có những cái tips dành cho tất cả các bạn mà Hào đang cố gắng và thực hiện mỗi ngày để chúng ta có thể sống tốt, sống khỏe và sống vui vẻ. Tip thứ nhất đó là chúng ta nên đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Có thể tùy theo công việc của các bạn, ví dụ công việc của Hào là Hào làm nhà hàng đúng không, có nhiều đêm Hào không về đến khi 1-2 giờ nữa, thì các bạn hãy cho mình một khoảng thời gian, đó là các bạn ngủ khoảng 7-8 tiếng là đủ, là đã cho mình cái body của mình nó đã recharge cho một cái ngày mới. Thì nếu mà các bạn ngủ nhiều hơn á thì các bạn sẽ rất là mệt mỏi và lười đường, nếu các bạn ngủ ít hơn thì cũng sẽ như vậy. Vì sao? Tại vì khi mà ngủ 7-8 tiếng á, các bạn thức dậy, các bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều năng lượng trong người nè. Các bạn có thể muốn làm thêm được nhiều thứ, cũng như là các bạn sẽ cảm giác là tự nhiên những cái ý tưởng hoặc là những cái sức lực á, ở đâu á, nó cứ tràn trề vào trong người. Có thể là các bạn sẽ thức dậy rất là khó để mà thức dậy,
nếu như mà mình không có những gì mà làm trong ngày hôm sau, nhưng mà các bạn mà thử tập đi, các bạn hãy thử tập ngủ đủ 7 đến 8 tiếng, cố gắng giật người mình dậy. Lúc đầu bạn sẽ rất là mệt mỏi, nhưng mà sau đó khoảng 15-20 phút thì các bạn sẽ cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng. Cái thứ hai đó là exercise, hoặc là tập thể dục. Nếu như mà các bạn đang tập thể dục thì rất là tốt các bạn nhé. Các bạn nên do cardio mỗi ngày này, go to the gym nè. Mà họ biết là các bạn trẻ hiện tại bây giờ rất rất là thích đi tập gym hoặc là đi tập thể dục. Đó là điều rất là tốt, tại vì các bạn có thể relax, giải tỏa cái stress của một ngày làm việc nè. Các bạn có burn fat nè, các bạn sẽ tập cho sức khỏe cơ thể mình dẻo dai hơn nữa. Không chỉ dừng ở đó thì chúng ta sẽ tập cho cái đầu óc của mình nè, nó sẽ rất là thoải mái tinh thần, cũng như là sau những ngày làm việc căng thẳng hoặc một ngày rất là stress thì tập thể dục là một cái điều mà có thể giúp cho các bạn burn những cái calories nè, những cái suy nghĩ hoặc là những cái năng lượng tiêu cực trong cái ngày đó. Nếu các bạn mà công việc làm việc của các bạn là bắt đầu bằng buổi trưa đó thì đi tập buổi sáng, thì buổi sáng á thì các bạn sẽ rất là tốt nè, vì các bạn đã giải tỏa tinh thần, giải phóng năng lượng rồi thì mình sẽ bước vào một ngày làm việc rất là hiệu quả. Nếu như mà công việc của các bạn là một ngày sáng sớm á, thì khi mà sau giờ làm việc ha, mình có thể đi đến gym, chắc chắn là các bạn sẽ dành ra thời gian để đi gym, thì đó là cái thời gian mà các bạn có thể giải tỏa năng lượng nè, thì sau đó mình sẽ về có một giấc ngủ ngon hơn, hoặc là có thể đi hang out với bạn bè, sẽ có thể vui vẻ và thoải mái hơn. Cái thứ ba đó là một điều rất là đơn giản mà chúng ta thực sự là không có thể nào mà nghĩ tới hàng ngày, mà chỉ có khi mà đọc sách báo thì các bạn sẽ thấy cái điều này, đó chính là cười, smile. Khoa học đã chứng minh là khi mà mình cười á, bộ não của mình nó sẽ nhận thức rằng mình đang happy, mình đang hạnh phúc. Thì khi đó cái năng lượng mà mình sinh ra đó sẽ là một cái năng lượng happy và cái năng lượng hạnh phúc. Nếu như mà mình bắt đầu một ngày làm việc, một ngày mới của mình với một cái năng lượng, một cái tinh thần rất là ủ rũ, mệt mỏi, thì tự nhiên mình sẽ ủ rũ và mệt mỏi cả ngày. Các bạn thử để ý đi, bây giờ mình tập cười. Chơi chẹn quá. nhưng mà bây giờ các bạn thử để ý, các bạn thử tập cười khi mà mình nghĩ trong đầu mình là trời hôm nay mệt quá, trời hôm nay bực mình quá, thì mình cứ nghĩ là cứ nở một nụ cười thì tự nhiên là cái tinh thần và cái năng lượng của mình nó sẽ tốt hơn, cái năng lượng mà tích cực nó sẽ được dồi dào hơn. Cái thứ tư ở đây sẽ là compliments. Compliments tiếng Việt là khen. Ví dụ như các bạn đi vào công ty, các bạn đi gặp một người bạn nào đó, các bạn thấy họ có một kiểu tóc mới, các bạn thấy họ mặc một trang phục mới, cái make up của bạn đó rất là đẹp ngày hôm nay, thì các bạn nên dành cho người đó một lời khen. Tại vì khi mà, có nghĩa là khi mà chúng ta cho đi á, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui, phải không các bạn? Và không cần nhận lại. Thì khi mà khen một người nào đó là một cái hành động rất là nhỏ mỗi ngày mà các bạn có thể làm cho người ta cảm thấy vui và hạnh phúc, và mình cũng sẽ hạnh phúc nữa. Thử nhé, thử khen một ai đó. Hầu biết là cái culture, ngay cả Hào cũng vậy, của người Việt mình á, là ít khi nào mà compliments vào người khác lắm. Nếu mà mình tập á, thì nó, cái điều nó sẽ trở thành một cái điều rất là tự nhiên, mà mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, và rất là cái năng lượng tích cực của mình lan tỏa đến cho những người khác.